thì có thể xem như là VBCF đứng ra để trợ giá để bà con được tiếp nhận một sản phẩm như thế này nhanh hơn và rộng rãi hơn. Người thu nhập thấp là nhóm người yếu thế trong xã hội. Tại một nước đang phát triển như Việt Nam thì số người thu nhập thấp chiếm khá đông. Do vậy, những chính sách hỗ trợ cho đối tượng này luôn được đề cao bởi tính nhân văn mà nó hướng đến. Mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp chính là một trong những chính sách như vậy. Và thước đo cho sự thành công của mỗi dự án kinh doanh chính là niềm vui, là nụ cười, là sự no đủ của những người thu nhập thấp ở mọi vùng quê. Sa mạc, vùng đất khô hạn nhất trên trái đất. Sa mạc che phủ hơn 1/5 diện tích đất trên toàn thế giới. Điều kiện khắc nghiệt không khác gì những nơi núi cao hiểm trở hay sông băng lạnh giá. Nhưng ngay cả tại những vùng đất hoang vu cằn cỗi này, tự nhiên vẫn thể hiện sức sống bền bỉ. Con người đã sống ở sa mạc.